Gia đình may mắn tìm thấy ba ký nắm linh chi trong ngôi mộ tổ tiên, sợ hãi vứt bỏ ngay khi nghe kết luận của chuyên gia. Nhìn thấy một bọc trắng lớn trên nắp quan tài, mọi người cứ ngỡ đây là vật trang trí trong tang lễ. Soi đèn vào mới nhận ra đó là một cái nắm cực lớn. Vào tháng 12 năm 2017, thì gia đình họ Lý sống tại thị trấn Hoàng Giáp, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tiến hành di dời phần mộ tổ tiên của họ đến một địa điểm mới. Đúng 3 giờ sáng, 40 thành viên trong gia đình và bảy người công nhân đã có mặt tại nghĩa trang và họ bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ của ông cố một ngôi mộ gạch hình vòm với quan tài dài 3 mét ngay lúc này một người phụ nữ trong nhà đã nhận ra một bóng trắng lớn trên nắp quan tài bắt đầu mọi người đoán rằng đây là một vật trang trí trên quan tài xong khi chiếu đèn vào thì nhận ra đó là một cái nắm cực lớn nặng đến 3 kg Mọi người trong nhà chụp lại bức ảnh và đăng lên mạng xã hội để hỏi về danh tính của loại nắm này thì được nhận được câu trả lời đó là nấm tuyết linh chi là một loại cực hiếm một cây tuyết linh chi như thế này có giá khoảng 1 triệu nhân dân tệ gia đình họ lý nghe được thông tin này thì vui mừng khôn xiết họ nhanh chóng mang cây nấm đến nhờ các chuyên gia thẩm định song sự thật họ lại nhận lại quả phú phang thứ nấm mà họ tìm thấy không phải là linh chi quý hiếm mà chỉ là một cây dài có thể mang mầm bệnh nhà thực vật học sun hai cho biết rằng đây là loài nấm mục gỗ thuộc bộ là Polybolus. Chúng ký sinh trên cây gỗ và hút chất dinh dưỡng khiến cho cây bị thối rữa ra. Quan tài là bằng gỗ tròn sâu dưới lòng đất ẩm, mọc lên cây nấm này, đó là một điều hết sức bình thường. Theo giám đốc khoa học y học cổ truyền Trung Quốc của Bệnh viện Nhân dân Thành Đô, Ba Đào hiện không có loài nào tên là huyết liên chi trong dược thư quốc gia, cho nên những lời đồn đoán trên mạng là vô căn cứ. Ông cũng cảnh báo việc lấy loài nấm trong quan tài ra cũng giống như là mang những loại vi khuẩn ra bên ngoài nếu người chết đang mang bệnh thì dịch bệnh sẽ lây lan cho người sống gia đình họ lý đã nhanh chóng đem cây nắm thần kỳ của mình đi tiêu hủy may mắn là vẫn chưa có ai bị ảnh hưởng gì sau khi tiếp xúc với cây nắm đó câu chuyện huyết linh chi chính là một lời cảnh tỉnh cho người dân không nên ham làm giàu mà tùy tiện mang những loại thực vật nguy hiểm không rõ nguồn gốc về nhà